Ở Việt Nam, mỗi năm có khoảng 115.000 người chết vì ung thư, tương ứng 315 người chết mỗi ngày. Theo số liệu này, Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam nằm trong 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư. Ở Việt Nam, số trường hợp mắc mới ung thư tăng nhanh từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010, và dự kiến vượt qua 190.000 ca vào năm 2020. Một con số đáng báo động phải không thưa quý khán giả? Và khi chúng ta nói về ung thư, ai cũng đều nói về những biến đổi của ung thư. Theo hiểu biết của mọi người, ung thư thường có liên quan mật thiết đến cái chết, là một sự tra tấn to lớn cho gia đình của mỗi người, bất kể đó là về thể chất, tinh thần hay là tài chính. Nhưng không biết là quý khán giả có biết loại ung thư nào đang phổ biến nhất hiện nay và chúng tra tấn chúng ta như thế nào? Sau đây, mời quý khán giả cùng tìm hiểu trong Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay. Trong đó, ung thư phổi được xếp hàng đầu trong tổng số 10 loại ung thư thường gặp ở cả hai giới. Ung thư phổi chiếm khoảng 12% những loại ung thư nói chung trên thế giới, với khoảng 1,83 triệu người mắc bệnh, nhưng lại chiếm tỷ lệ tử vong lên tới 28% trong số tất cả các loại bệnh ung thư. Theo thống kê, đến năm 2013, tỷ lệ người mắc bệnh đã tăng gấp 4 lần, lên con số 20.000 người mắc mới mỗi năm. Trong đó, có tới 17.000 người tử vong. Đa phần bệnh xuất hiện ở những người trẻ. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, khói thuốc lá là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh ung thư phổi. Hiện nay, môi trường làm việc bị ô nhiễm, hút thuốc lá thụ động cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ ung thư phổi đến những người xung quanh. Tỷ lệ hút thuốc lá thụ động tại Việt Nam hiện ở mức cao, ước tính khoảng 67,6% tại gia đình và 49% tại nơi làm việc. Vậy ngoài việc hút thuốc, ung thư phổi còn xuất phát từ những nguyên nhân nào khác? Thì trong đó những nguyên nhân ung thư phổi, ví dụ như hút thuốc lá, đó là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất mà Việt Nam mình là một trong những nước mà tỷ lệ hút thuốc lá rất là nhiều. Thứ hai nữa là do tiếp xúc những cái hóa chất ở trong công nghiệp, hóa chất hay là những hơi, những cái khí độc hại trong công nghiệp. Rồi thứ ba, một số cái yếu tố nữa là do vấn đề di truyền, nó có thể gây ra ung thư phổi. Đó chính là những thủ phạm gây nên ung thư phổi. Nhưng thưa quý khán giả, nhiều người chỉ nghĩ đến ung thư phổi khi ho ra máu, dai dẳng kéo dài hoặc là đau, sưng ở vùng đầu và cổ không khỏi. Và đây đúng là những dấu hiệu của ung thư phổi, thế nhưng ở giai đoạn muộn. Vậy, biểu hiện sớm của ung thư phổi đó là gì? Để chúng ta có thể biết và kịp thời can thiệp và điều trị, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần tư vấn của chuyên gia. Việc phát hiện ung thư khi ở giai đoạn muộn là một trong những lý do chủ yếu khiến tỷ lệ tử vong do căn bệnh này tăng cao. Theo nghiên cứu của Viện Ca Trung ương cho thấy, có đến 71,4% bệnh nhân ung thư đến viện khi đã ở giai đoạn 3 trở lên, khiến việc điều trị khó khăn, tốn kém và giảm hiệu quả. Dấu hiệu nào giúp người dân phát hiện sớm bệnh ung thư phổi? Thường ung thư là tiến triển âm thầm. Do đó nếu mà giả sử như những cái bệnh lý mà ta chú ý như trường hợp là bệnh nhân ho kéo dài, một trường hợp ho kéo dài trên những đối tượng đặc biệt đối tượng có yếu tố nguy cơ, ví dụ như người hút thuốc lá, nam giới lớn tuổi hút thuốc lá, thì đó là nên nghĩ đến khả năng một trong những nguyên nhân là ung thư. Đó. Hoặc là những bệnh nhân có những triệu chứng người ta tưởng chừng như là thường thôi, ví dụ là ho ra máu rồi ít, sau đó là ngưng rồi tái lại chẳng hạn, những trường hợp đó thì nên nghĩ đến một trong những nguyên nhân của nó là ung thư để có thể phát hiện sớm. Ung thư gan thường có tiến triển thầm lặng, không có triệu chứng ở giai đoạn sớm, nên đa số bệnh nhân được phát hiện muộn. Do vậy, những người thuộc nhóm có yếu tố nguy cơ cao như mắc bệnh viêm gan B, C, xơ gan, uống rượu nhiều, hoặc trong gia đình từng có người bị ung thư gan nên thường xuyên kiểm tra tầm soát để sớm phát hiện bệnh và điều trị sớm. Theo các chuyên gia, tế bào ung thư có thể xâm nhập vào các bộ phận khác của cơ thể, nơi chúng có thể định cư và phát triển, để hình thành các khối u mới, cho tên gọi khối u thứ phát. Các khối u ban đầu được gọi là khối u nguyên phát. Các tế bào lây lan qua mạch máu có thể di chuyển khắp cơ thể. Nếu phát hiện trễ, ung thư bắt đầu di căn, cơ hội chữa trị bệnh thường bắt đầu giảm, bởi nó trở nên rất khó điều trị với hàng loạt bệnh lý khác nhau. Ung thư là phát hiện sớm là trị được, kéo dài sự sống được, và y học Việt Nam xử lý được. Thứ hai là chúng ta nên quan tâm tới sức khỏe chúng ta, nên tầm soát, xét nghiệm, kiểm tra từ khi mà chúng ta còn trẻ và chưa có triệu chứng. Chế độ ăn và lối sống là có ảnh hưởng rất nhiều. Chúng ta tránh xa rượu bia, thuốc lá, chúng ta ăn chín uống sôi, rửa sạch, nói không với thực phẩm bẩn. Mỗi năm ở Việt Nam, số người tử vong vì ung thư đang cao gấp 9 lần số ca tử vong vì tai nạn giao thông, với khoảng 257 người tử vong mỗi ngày vì ung thư. Đó thực sự là một đại dịch đáng sợ. Để sớm phát hiện và điều trị kịp thời bệnh ung thư,
những người thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, khói bụi, khói than, khói thuốc, uống rượu nên đi kiểm tra sức khỏe một năm một lần. Phụ nữ và nam giới khi bắt đầu trên 40 tuổi thì nên đi kiểm tra sức khỏe cho tần suất 6 tháng một lần. Đặc biệt, với một số người có những nguy cơ mắc bệnh cao như trong gia đình có ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột bị ung thư thì cần tuân thủ kiểm tra sức khỏe định kỳ, ngay cả khi không có biểu hiện bệnh. Bởi một số loại ung thư cũng được coi là có tính di truyền. Vâng, thưa quý khán giả, khi nghe nhắc đến căn bệnh ung thư thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến án tử. Điều này sẽ chẳng còn đúng nữa khi chúng ta phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Một lời khuyên hữu ích cho quý khán giả đó là nên đi tới các cơ sở y tế để khám và phát hiện bệnh kịp thời. Vì trong một số trường hợp, bệnh nhân ung thư phổi không có bất kỳ một triệu chứng gì cho tới khi phát hiện ra khối u. Và đến đây thì chương trình Góc nhìn đa chiều cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.